Kính chào anh em, đến hôm nay thì thực sự là rất chi là lâu rồi, khá lâu để được xem là bao nhiêu ngày. Từ hôm mùng 3 tháng 2, hôm nay là bao nhiêu? Từ hôm mùng 3 tháng 2 mà hôm nay là 13 tháng 3 rồi, tính ra là hơn một tháng rồi tôi không đi cầu. Lý do thì mấy cả video ở đây không có ấy. Anh em thông cảm cho tôi một chút. Cái thời gian này thì tôi có một chút việc nên là cái cửa hàng của tôi đây này. Đây, tôi làm ở đây là đến thời điểm hiện tại là 9 năm rồi. Và tôi làm ảnh. Đây là cái mảng nhỏ làm ảnh của tôi. Tôi làm ở đây khách quen, lượng khách quen rất chi là đông. Và thằng chủ nhà nó đã lấy lại nhà để cho con nó làm ảnh, có nghĩa là trước giờ tôi làm hộ cho nó, giá trị là bức xúc nhưng mà không làm gì được, nhưng bởi vì là hết thời gian ký hợp đồng thì nó không ký nữa thì nó đòi nên mình phải giả thôi, nhưng mà nó tức. Đây là số nhà 159 Phương Canh, những cửa hàng hiện tại của tôi này. Anh em nào mà có ý định mà thuê thiếc thì sell cho cái video này cho đừng ai thuê đây nữa. Tôi nói thật chứ đây là bà chị tôi làm ở bên cạnh đây. Nếu mà bà chị tôi mà không làm ở đây thì tôi đố thằng nào vào đây thuê được. Đây này, nó bên cạnh. Đấy, nó mới đòi lại xong, nó mà trong tháng này thì tôi sẽ phải chuyển cửa hàng. Nói chung là rất chi là bức xúc nhưng mà không làm gì được. Bởi vì nói ra thì nó cũng đúng luật thôi, nhưng mà về cái cách sống thì nó không, nếu mà nói đúng ra thì nó là bất tính thôi. Đây, cửa hàng tôi đây. Tôi sẽ chuyển đi một nơi khác. Do là còn cửa hàng cửa họ rồi vừa rồi là mất chỗ đi tìm điểm rồi xem xét chỗ làm ăn, nên là tôi không rất chi là nhiều việc nên là không đi câu được. Hôm nay lúc nào là chỗ làm cũng ok rồi, nhưng mà đồ đạc thì đến hôm 27 dương thì tôi mới chuyển tất cả đi, cửa hàng tôi sẽ chuyển đi nơi khác không ở đây nữa. Anh em đi thuê nhà thì tốt nhất là tránh cái nhà này ra này, không phải gì đâu, nhưng mà nói thật với tôi thì số nó đen. Đấy, bây giờ thì hôm nay thì ổn, tám ổn các thứ rồi, hôm nay tôi sẽ đi làm một cái clip, tôi đi câu lục cái hồ rẻ tiền thôi cho anh em xem. Đây, giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em trộn mồi rất lâu rồi. Đây là đồ này, sáng nay tôi mới mua xong. Đây, vẫn đồ như mọi khi thôi. Cắm trứng rồi các thứ đấy, cái bài mà này thì quá quen thuộc với anh em rồi. Cắm trứng này hai gói ta cất đi một gói. Này cắm gạo thì từ lần trước câu này vẫn còn này, cắm trứng thì cất đi này. Ok, vẫn thính này thính nước các thứ thôi. Thời gian này thì tôi không làm được video này còn không biết từ sau sau cái video này thì chắc là phải khá lâu nữa về khi nào tôi ổn định cửa hàng thì tôi mới đi câu được, nên là mong anh em vẫn cứ ủng hộ cái kênh của tôi. Ok, đấy, cái thùng thính nền thì rất chi là lâu rồi, chắc là cũng phải đến ba bốn bốn năm tháng rồi đấy rồi, nhưng mà tôi không, lâu nay đã khá lâu rồi đấy. Ok, anh em thùng thính nền mà để lâu thế này nó sẽ ra, chắc chắn nó sẽ ra nước rồi, giống như kiểu nó bã rượu thôi, bỗng rượu đấy, lớp nước mỏng mỏng ở trên.
5 bát rưỡi thính đèn. À, đấy anh em thấy ủ rất chi là lâu rồi đúng không? Để tôi lại đậy kín lại. Tôi đậy kín anh em đẩy cái túi ni lông này, từ cái ngày tôi làm ủ đến giờ tôi vẫn đậy cái túi ni lông này. Rất chỉ là nhiều việc mà là cái thời gian đi câu không có, mong anh em hết sức thông cảm. Muốn mỗi ngày có một cái video cho anh em xem thôi, nhưng mà độ này khá lâu rồi. Cám gạo này, thính nền và cám gạo. Tôi xin cố gắng hướng dẫn cái clip này trộn mùi nó tỉ mỉ nhất cho anh em. Đấy, cân cám gạo. Là cắm sống nhá, anh em không cần rang rước gì cả, nó là cắm sống. Ok, đây là hạt xốp rồi, tôi vừa nó vừa hết xong tôi vừa đổ nên là nó hơi lâu một chút. Hạt xốp anh em cho vừa vừa thôi. Không có nó sẽ bị nổi ổ thính lên đấy. Lúc mà ném xuống là ổ thính nó sẽ nổi phành phành lên. Như tôi cái số lượng này tôi cho khoảng 1.5 bát thôi. Bát được, 1.5 bát. Anh em cho lần lượt theo thứ tự giống như tôi. Đây là mẻ chua này. Mẻ chua, mẻ đặc nha anh em. Trôi mè. Cái hồ này thì nhà nó không có cá chấm. Nó chỉ có trôi mấy mẻ, mấy chép. Chép nhỏ, không to. Ok, đảo qua một chút thôi. Rồi ok. Trứng gà. Trứng này tôi đi mua trứng vỡ để cho nó tiết kiệm nha anh em. Rồi, trứng gà lại đảo qua lên. Rồi ok, bây giờ có hai thứ cuối cùng thôi, anh em không cần cho thêm bất cứ cái gì cả. Chính là cám trứng và thính trạo. Đấy, cám trứng này, có chỗ nó bán 11.000 gói, chỗ bán 10.000 gói. Chỗ thì nó bán tận 15.000 gói cả. Còn lấy gốc thì tôi không biết, chịu, bởi vì cái này. Ok, cám trứng này. Một gói cám trứng và thính trạo.
thính chạo này, thính chạo đây là một bịch là 2 cân. Thính chạo này thì tôi cũng có cái clip tôi hướng dẫn là làm thính chạo rồi, nhưng mà tôi xin nhắc lại cái clip này anh em. Nó là đậu tương với cả gạo. Anh em rang vàng hết lên và xay vào nhau, cái này khoảng tầm 7 gạo, 3 đậu tương. Thế là nó thành thính chạo thế thôi. Áng chừng nó khoảng tầm 5 lạng thính chạo ở đây. Ok. Rồi, giờ anh em đảo đều lên là được một cái ổ thính gần như kiểu đoạn lầu thập cẩm. Thế thôi, thế nó xong rồi. Giờ anh em cho vào túi ni lông. Thế là anh em nó được một ổ mồi lầu thập cẩm. Chủ yếu nó là trôi với mè. Thế còn chấm chép vẫn lên nhá. Anh em không phải không lên đâu. Ở đây là cái cứ cái gì chủ yếu câu lên nhiều nhất thì tôi nói thôi. Kể cả rô phi cũng lên. Nhưng mà tất nhiên là đây có mẻ thì rô phi nó sẽ bớt vào hơn thôi. Nhiều bạn hỏi là có cái cách nào khắc phục câu rô phi không ấy. Nói thật là rô phi thì nó ăn khá tạp. Tôi chưa nghĩ ra cái cách gì để khắc phục câu rô phi nó không vào cả. Hôm trước thì có bạn ngồi và ăn bảo bảo là cho thêm ớt. Đây là ý kiến hay, tôi chưa thử đâu. Nào, bạn nào thử đi xem nó như nào. Cái này là nó rơi vào khoảng 5 cân. Thính nó rơi vào khoảng 5 cân thì tôi câu sẽ được khoảng tầm với cái lượng cá như hồ này nó thật là câu cả ngày không hết thính. Ok. Cái cá nó không nhiều mà anh em. Nó mà nhiều thì nó đã trả 100.000 một ngày. Ok. Để vào xe. Ôi hỏng ăn rồi anh em ạ, tôi đám phát cái thùng xốp nó lăn con kèo. Cái này mới lan giải đây. Đây anh em. Đá phát cái thùng xốp và lăn cùng kèo được cả cái thùng xốp hôm nay bây giờ hot cái kiểu gì. Ok, tí nữa thì tôi chỉnh lại một chút. Anh em đồ nghề chuẩn bị xong đây. Anh em xem. Em nhìn cái ghế này lâu rồi tôi không đi câu mà nó mốc này. Nó mốc xanh mốc đỏ ra này. Đây mồi để hết ở đây rồi. Ok. Giờ đi xuống hồ chiến thôi. Hôm nay tôi đi có một mình, không có ai quay phim cả. Thả thính xong rồi tôi sẽ quay. Vừa ra đến hồ okay. Xong anh em ạ, lại gặp toàn anh em cả. Ở trên kia còn gặp Đạt Tây Hồ nữa cơ. Vừa loanh quanh định ngồi đấy. Thằng cô em lâu lắm rồi mới nhìn thấy mặt mũi nó. Nó lấy cửa hàng rồi em. Cuối tháng này chuyển lên Nhổn. Ngồi lâu chưa? Đã động chạm gì chưa? Hay bây giờ mới đang rào? Đang rào. À thế không? Thế ba anh em mình xúy mé bên này đấy.
Ở cái chỗ kia tí anh cầm cục gạch anh ném tùm phát kia, anh kêu ném ổ đấy chứ đéo thế nào ngồi nữa. Nè. Mấy gần à? Để gần đấy. Anh cũng đánh gần, đéo đánh trả. Đánh gần gần rồi em đánh hơi xa, nó đứt đôi vào rồi chứ. Thôi bây giờ đi thả thính. Ra cần thả thính. Anh đi gặp toàn người quen, toàn anh em ở trên kênh ở dưới hồ này. Xem cái ghế của anh lâu rồi không đi câu, nó mốc meo nó lên nó dày ngoằng này. Hôm nay anh mua lâu phết rồi mà. Cuộc thi câu rô phi mở rộng. Đấy, gặp phát ba anh em liền, hai anh em ở trên kênh với tôi nữa là ba, đặt tới hồ trên kia nữa là bốn. Đây tất cả ba anh em vừa lém thính xong, xem ông nào lên cả trước. Em mang ốc hay mang gì ấy, có mang ngô không? Anh xin mấy con chờ thằng cu nó mang run xuống quanh quanh mãi chưa thấy. Mang hàng chở đi à, mang hàng chở đi tối ném à. Tiếng đồng hồ ba anh em ngồi như chó tát ao. Không nên động đậy gì. Em xốp lên ác phết kìa. Xốp lên là chấn phao đấy. Đầy. Anh cũng sục 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 đéo thấy gì. Cố bắt lấy mấy con rô phi con về dán nghe hơi khó. Hổ câu 100.000. 2 tiếng đồng hồ ba anh em ngồi vẫn như chó tát ao không nào được con mẹ gì. Này thì đến tối hóng rồi. Chết giờ. Đội tuyển móm. Mãi mãi. Đây một ông móm nữa. Ba anh em móm vỡ mồm. Móm dai răng nhặt đéo con cái răng nào luôn. Vân Anh thu đồ về rồi. Đéo mẹ ông em cẩn thận thế. Dạ. Cẩn thận thế. Hay bị gây lần trước gây mẹ đầu cần. Em cho hai mấu vào trong mới đút vào được. Thì em muốn đi xe máy đấy, cái cài xe máy mà. Ừ, dạ. Không phải đợi đâu, ba cái gì đâu. Ôi, gọi là đi giải trí thôi. Vật vẫn vứt ở trên bờ, chưa thèm ướt. Mà trong cái đấy đi về mẹ ra còn đâu. Sắp được rồi, sắp được rồi. Đây là còn ông đặt dây hồ đấy này. Đi thẻ tranh nhau đi nhặt răng. Ngồi đông như đi chảy hội. Lúc bây giờ hai anh em mà ngồi đấy thì đông à, thì kiểu gì cũng được. Kiểu gì cũng được. Kiểu gì toàn rộ. Ông mấy chục con rô? 20 con rô à? Có mỗi thằng cu kia nó ra, nó đang ra cần, có ai nữa đâu mà. Toàn dung phi, còn như trên đấy, thả câu bố trên đấy, sợ. Được bữa đấy. À, được con mè sau có to không? Em phải ổn định cửa hàng cái đã. Cửa hàng cửa hiếc, hôm nay... Có cả ba ba nữa. Mày thấy đéo nó đông như đi hội nhỉ. Nguyên anh em nhà mình ở đây gần gần như anh em nhà mình hết 2 4
6 7 8 9. Hồ 9 anh này, em. Hồ này đánh bao nhiêu? Cũng 1 lít. Nhưng mà hồ này cá kém hơn là đằng ấy. Kém thì đánh kiểu kém. Nhưng đây nó thiên về cái gì? Lại một người nữa ra đi. Hết cả răng. Đi câu về. Tôi cá vẫn để chứ mà. Nay mấy anh em đi câu vui lắm. À. Cả hồ móm. À, cô em thay chỗ thằng cô em đang ngồi ta đào à. Mày đi gặp toàn đồng đội đấy, đông như kiểu là không hẹn mà gặp. Tối rồi anh em. 6 cần món tất. Còn tôi kết quả đến tối về đã. Tạm thời cho là món 90% thì còn 10% từ giờ đến tối. Và đã sẩm tối rồi. Lâu lâu mới đi câu được bữa này. Ngáo ngang ngáo ngơ lại dính hôm móm. Ví dụ như cả một mình tôi móm thì không sao đây, móm tất thì chả sao. Không phải mồi miếc đâu anh em, không phải lo. Tình trạng móm chung. Bên kia một cần về rồi này, kia còn ông già cái nữa, chỗ có bóng điện kìa. Này để zoom lên anh em xem. Đây còn ông nữa này. Đấy, còn ông này đang ngồi này. Mấy hai anh em về nữa rồi. 6 cần với cô em này vừa ra nữa là 7 cần, 7 cần móm tất. Chả cần nào được con nào vậy, không phải giành nhau. Móm sạch. Bây giờ kết quả đến tối như nào thì tính tiếp. Bây giờ coi còn mỗi thôi anh em, 8 giờ rồi đi về thôi. Hôm nay 7 cần thủ móm trừ tôi. May quá. Làm gì có chuyện móm ở đây. Mà thôi cũng nói phét tí. Chẳng may thì nó dính được con nhưng mà thôi cũng tự hào rồi. Biết rút anh cái này vào cái đút đeo vào. Tám giờ rồi, thu đồ đi về. Cố quyết tâm được con. Cũng may là đã được. Và bây giờ thu đồ đi về. Nó còn chép ở cái hồ khác thì chép này là bình thường. Nhưng ở hồ này chép này là chép cũ. Hồ 100.000 thôi. Ở đây cho cái gói mồi này ra. Về đút vào tủ lạnh. Chống cắn. Đấy, còn cá nhỏ đây được. Được con cá thiểu nữa. Một bát bát cá to thì đéo hai bát cá nhỏ. Dầu phi về rán ngon phết đấy. Đây anh em này. Lên hàng. Anh em xem hàng. Ôi. Ôi. Ôi da, ôi da. Ơ à, cái lưỡi câu ở đéo đâu. Ua rồi kìa. Ui dính cả cái lục của ông nào này. Đi mẹ đóng vào tay mình. Ua rồi. Chứng tỏ cái lục này dính ở con cá này à. Đây này. Cái lục tự dưng mình xách lên thế nó đóng vào. Đây. Không. Anh không có loại lục này. Lục này thằng nào mới nổ này. Chắc con cá chép này ông nào câu sảnh xong đến lượt tôi câu lên. Lục 6 tay mềm. Này bánh chép ngon. Ông lớn ngớ lại vớ được cái lục. Lớn ngớ lại vớ huy chương. Được cá còn được lục. Đấy, hôm nay tôi không móm nha anh em nhá. Chiều đinh đinh là móm thì may ngồi đến tối. Chính xác là hôm nay 7 cần móm sạch mỗi tôi được. Ôi giời, này được cái lục này ngon chưa? Vẫn còn mới luôn. Ôi giời.
Ôi giời. Còn cả bao nhiêu dây cước ở đây nữa này. Ôi giời, một đống dây cước luôn này. Đây anh em được em chép đẹp. Chỗ này khoảng trên 2 cân. Gần 3 cân đấy. Đấy. Mày ít rô phi lâu tháo đấy thì xin anh em này. Đây là của Văn Anh mấy cả của cái bạn này. Quên hỏi tên. À đây tôi được thêm con cá chim nhỏ nữa. Đây còn chép khủng. May quá không móm anh em ạ. Ok, đây bây giờ thu đồ đi về này. À, may mắn sao không móm. Đây, so với cái giày này. Giày cỡ 42 nhá. Anh em này quay phim anh em này bỏ cái bé. Nói chung là hồ này chép như này là chép khủng rồi. Gọi có thể gọi nó chép củ rồi. Ok.